6 thời điểm tuyệt đối không được tắm. Mọi người tuyệt đối nhá, là không được tắm vào cái thời điểm này nhá. Thứ nhất đó chính là không tắm khi quá khuya. Vì vào lúc này khi mà mọi người tắm sẽ bị co mạch máu và dẫn đến đột quỵ. Thứ hai, không tắm khi quá đói. Tắm lúc này thì rất là dễ bị hạ đường huyết. Thứ ba, không tắm khi ăn no sẽ làm hại dạ dày và tiêu hóa sẽ bị chậm lại. Thứ tư, không tắm khi vừa mới tập thể dục xong. Khi tập đổ mồ hôi quá nhiều ấy, thì vào lúc này cơ thể bị giảm nhiệt và rất là dễ bị cảm lạnh. Thứ năm, không tắm sau khi uống rượu, bia. Và khi tắm vào lúc này ấy, thì cái lượng mà glucose trong cơ thể bị tiêu hao, và khi mà uống rượu bia nhiều ấy, thì nó sẽ bị ức chế độ khỏe của gan, và gan thì không kịp giải phóng glucose dẫn đến tình trạng dễ bị ngất hoặc là đột quỵ. Thứ sáu, không tắm khi bị ốm hay là bị sốt. Bẩn một tí thì không sao, nhưng mà sạch không đúng lúc ý, thì rất nguy hiểm đấy. Mọi người chỉ cần lấy khăn sạch và vệ sinh qua cơ thể thôi nhé. Tránh tắm khi bị sốt. Hãy chia sẻ video này nếu bạn thấy có ích.